Tướng cướp Angulimala giết nhiều người ở kiếp này được Phật cảm hóa chứng giải thoát, trong khi một kiền liên vẫn phải trả nghiệp do kiếp trước phạm phải. Vậy nghiệp của Angulimala khi ông ấy đạt giải thoát chấm hỏi. Do ngài Angulimala đó, khi mà ngài giải gọi là làm tướng cướp giết người á, thì quý vị nhớ dùm sư là tất cả các thiện nghiệp lẫn ác nghiệp đều cần thời gian cho quả. Lúc bấy giờ đó, ngài Angulimala do ngài đã chứng thánh đạo thánh quả và sau đó đi đến niết bàn, cho nên ác nghiệp mà ngài tạo trong kiếp này á, nó chưa kịp trổ thì ngài đã giải thoát mất rồi. Giống như là mình trồng cái hạt giống xuống đất mà hạt giống chưa kịp nở thì mình đã bỏ cái mảnh đất đó mà đi, thì như vậy á, là mình cũng sẽ không có hưởng, không có nhận lãnh cái quả của cái hạt giống của mình đã gieo. Còn ngài Mục Kiền Liên á, là ngài tạo ác nghiệp trong kiếp trước, cho nên kiếp này nó chín mùi ngài phải trả. Đây là sự khác nhau.